Sò trong tạc tiếng lại bò mẹ pin hồng, mơi pin hồng bấn phăng trời chính quốc kháo, mừ sao hà cảm ơn biết vì sòng pan ra sàm, không đài phát thanh truyền hình Sơn La, cuồng trời trình Penny mới bưng quam khảo sức rằng. Tuần trao, mừ sao xí cảm ơn biết đồng chí Lê Hoài Trung, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương, cầu uẩn pa bằng họp cài máy tính, tên cám hương trên báo, uẩn trì chấp năm đề án số hưng, không ban bí thư, ma tủm pua cánh nho sùng, lang đi là việc đối ngoại, không thang, họt vì sòng pan sao hà. Cánh chỉ thị số xếp dòng, không ban bí thư, mà tủm pua lung ẩn pa không thang, nho sùng lang đi nả vịa cạt kiên sầu sàm, cắp dần hương quần pa xếp hớ. Nàng nam máy tính tỉnh Sơn La, trôm họp với đồng chí Lo Minh Hùng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, bòm các phủ ẩn pa san sở ban ngành, thường trực bưng huyện ủy, thanh ủy, đảng ủy sữa tỉnh ủy. Đề án số nâng không bàn bí thư và nhóc sùng lang đi via dệt, khổng luông tùm pua dệt kỉnh các mức nọ khổng đẳng, cánh luông bùn tạt ó, đối các via dệt các mức nọ, tòi luông bùn, ma nả via dệt kỉnh các mức nọ, quan trọng, bánh khải luông hanh kinh nghiệm, kẻ cầm bức hủ dạ cha, tà ó bát, nhài biến hàn hanh, cuồng nả via dệt kỉnh các mức nọ khổng đẳng, cánh nả via cạt kiên khổng đẳng hau các mức nọ. Đề án bùn ó sát nả via quan trọng, dương via tùm pua trên báo bó giòn luôn khổ riêng trách nhiệm cuồng nho sủng lang đi via cạt kiên dệt kín các mức nọ khổng đẳng khai quảng tùm pua dệt ó chảnh xưa máu lang đi dệt việc các mức nọ khổng đẳng các bưng đẳng khắm quyên đẳng mi luôn quản trọng nặng bưng mương đối các chỉ thị xếp dòng phải tùm pua nho sủng lang đi via dệt kín các mức nọ khổng dần mương nâng cuồng sàm ăn bưng cốc kén phải via dệt kín các mức nọ đẩy chu dương biến máu khổng hơn mương. Chỉ thị bùn ót nả via cạt kiên dệt kín các mức nọ, khòng dần mương, lỏ, chiên báo nho súng lúc hồ riêng, via dệt, khòng dệt kín các mức nọ. Phát biểu nòng bằng họp, đồng chí Lê Hoài Trung có đề nghị bưng tỉnh ủy, thanh ủy, bưng bàn đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương, tổ chức chiên báo chấp năm chỉ thị đề án, mi trách nhiệm uẩn pa quản lý via dệt. Dệt kín các mức nọ, khòng dần mương. Nhằn xanh tòi kỳ việc chấp năm chỉ thị đề án cuồng ngon mi trách nhiệm đầy giàu không địa phương cơ quan đơn vị chầu ban đối ngoại trung ương uẩn pa cà kiên các bưng cơ quan nuống pan choi ban bí thư uẩn pa chỉ bó chấp năm kiểm tra làm le việc chấp năm tòi kỳ báo cáo bộ chính trị ban bí thư lang đi chấp năm chỉ thị đề án mừ sao sàm cảm ơn sự biết đồng chí Nguyễn Thái Hưng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng giám đốc tỉnh, có trôm hạp sinh hoạt chi bộ bản Púng, xã Trưng Phè, huyện Mai Sơn. Bản Púng mi hỏi nừng chết xếp chết chú hơn, cáp chết hỏi bét xếp hạ hùa côn, hôm mi sòng chừa côn, lò chừa côn tay, cánh chừa côn mông, bòm cạt sàn kịt rú. Chỉ bổ mi xếp chết đảng viên. Cuồng bườn xếp hết vì sòng bát bài sao sàm, chỉ bổ cò tọp hôm uẩn pa dần mương, mà pè diệt dần hay na. Bồng trời họt nả via bảy trừ cánh mà pe pá. Đồng chí chủ tịch hội đồng dân mương tỉnh đề nghị chỉ bổ bản Púng xã Chiếng Về xếp tàm chiến báo nếu chưa dân mương trừ mặn nên tiền án chập năm lang tì luông bùn khòng đảng chính sách không mương khòng hơn mương chập năm xếp dòng luông bùn khòng ban thường vụ huyện ủy Mai Sơn xếp tàm biến máu luông uẩn pa khòng cấp ủy đảng chiến báo nếu chưa dân mương nhài biến có búp bồng tổ tành liêng chọp xồm cấp địa phương. Bồng trời họt nả via mà pe đảng viên tủm pua nhàn bào tiền ngàn chính trị tiền ngàn bản mương cạt kiên mà pe dệt dần cắp kẻ khay lang tì bưng nả vía miõ cuồng bản mương nho sùng tết kín rũ dần mương mừ sao sàm cảm ơn biết đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, tổ phó tổ công tác số sàm khòng bản đồn pa sàm hỏi cầu xếp hốc tỉnh có mưa kiểm tra làm le nả vía trên báo nếu chưa chấp năm lông bùn trần piếng nàng cơ sở nả vía tẳng tánh chuông chính trị cuồng tẳng tánh bán áp máu nàng sòng xá ca nang cánh chiếc khái huyên quỳnh nhai trong năm chương trình luông bùn hơn mương tẳng tánh bản áp máu cuồng giàn cái ma cấp ủy chính quyền sòng xá ca nang cánh chiếc khái gò tùm pua nà vịa trên báo tà ao luông thòng lồng cuồng dần mương sòn hôm trong năm pung luông bùn cánh nho sùng lang đi mà pè dệt dườn tánh là bản mương đối cấp xã ca nang họt khải có cứ đẩy ship ết cuồng ship cào luông bùn tẳng tánh bản áp máu cáp xí ship cuồng hạ ship chết luông bùn xá Chiêng Khải có cứ đầy xếp ết cuồng xếp cào luông bùn cánh xí xếp ết cuồng số hà xếp chết luông bùn họt khải cá sòng xá đang chóng hanh dề lèo bưng luông bùn hê cượt đẩy cánh chóng hanh cượt đẩy bàn na mở cuồng pì sòng pan sao xí tòi luông bùn đối cấp nà vỉa chấp năm trần piêng nàng cơ sở, đảng ủy sòng xá có uẩn pa đi nà vỉa chấp năm trần piêng nàng cơ sở, nà vỉa tham tóp dần mương cánh kẻ khai đơn sư kiên cáo, đẩy chấp năm lân chơ, hôm phân tiếng an chính trị, tiếng an bàn mương nàng cơ sở. Nàng chu diệt vịa, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo đề nghị huyện Quỳnh Nhai sướp tàm, uẩn pa lang đi bưng nà vịa, chương trình tàng tánh bản Nam Ớ, uẩn pa, bưng xá làm le, nhận danh bưng lông bùn tàng tánh bản Nam Ớ đang chấp năm, dệt chảnh cốc bài xài căn, cánh tàng tánh bưng luông bùn khạc khọ, vầy dệt lèo bưng luông bùn hê cượt đẩy. Lần xưa lò luông bùn số xíp chết ma phòng kín rú cánh tiếng an khảo năm cam kín, luông bùn số xíp ma hiệp thù, luông bùn số xíp xà mà pè dệt dườn nàng bản na. Tăng sòng, tàng tánh luông bùn trần piêng nàng xá, luông bùn khòng bưng bản, tòi nghị định số, hốc xếp ết, bì sòng phát sao xàm khòng chính phủ, bánh kháy lang đi khòng nà vỉa bàn thành trà dân mương, làm le giòm ngơn cốc, nàng bàn khuống, tùm pua chuông chính trị, nho sùng, uẩn pa khòng cấp ủy, chính quyền địa phương, bưng tổ chức cơ sở đảng, cuồng chấp năm bưng nà vỉa. Trước biển hồng, mừ sao xàm cảm ơn xếp ết, nàng huyện Tuần Châu, mũ kiểm tra tới quyết định số chết hỏi xàm xíp xí, mừ pét cảm ơn cầu pì sòng pan sao xàm, khòng ban thường vụ tỉnh ủy, đẩy đồng chí Lương Thị Vân Anh, ủy viên, ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, uẩn cốc, còn biết chu diệt vịa, trên báo dự thảo báo cáo, lang đi kiểm tra, vịa uẩn pa trên báo chấp năm nghị quyết số hốc, khòng ban chấp hành đảng bộ tỉnh, ma mà bè công hiệp chế biến, trường Hải Xuân, Sơn La, giàn pì sòng pan sao ết, họt pì sòng pan sao hà, hượt họt pì sòng pan xàm xíp. Nàng bằng họp, mỗi đại biểu có tọp hôm sổ sàm, có hôm quan ve van, sở dự thảo báo cáo lang đi kiểm tra khòng mũ kiểm tra. Phát biểu nàng bằng họp, đồng chí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy có đình hì, bàn bồn nó, chỉa lai trên báo, tảng tánh, báo cáo tọp hôm, tướm tên, sỏm pành, quang ve van trôm hạp khòng mũ đại biểu, cuồng đoàn kiểm tra, cánh khòng huyện Tuần Châu, đồng chí có đề nghị cuồng gian bèn hà huyện Tuần Châu xếp tam chiến báo nho sùng luông hủ siêng khòng cấp ủy chính quyền cánh dần hương mai ỉnh nghĩa cánh luông quan trọng khòng vịa mà pe công nghiệp diệt dân Hai Xuân cánh luông bùn nghị quyết số hốc khòng ban chấp hành đảng bộ tỉnh tủm pua mà pe phòng púp bồng tòi luông tọp hôm chọp xùm cắp luông bùn sủ đìn tủm pua nà vịa khuyến nông bó sòn uần trì tẳng tánh bón diệt xanh vầy chiến báo trở phát máu sủ bưng tăng máy luông dần máu khoa học kỹ thuật từng gian nhai chiến số của diệt dân mà pe phòng búp bồng tiếng Hàn mản hà hụt họt luông bùn đẩy cấp má số phòng búp bồng cánh khai về mức nọ chiến báo chấp năm bước chính sách nhòm nho mà pe cạt kiên khai quảng cạt kiên cuộc diệt dân cánh khai trường Hải Xuân cạt kiên diệt dân khai trường cuồng kính nọ huyên cùng khánh thi số xí cầu màn bước huyền thành phố tròm khai bằng họp tổng kết tháo phong khánh thi bừa nên tiếng Hàn bản hương pì sòng pan sao xàm trôm họp với Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, ủy viên, ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh. Cuồng pì sòng pan phải sao xàm, công an Pưng huyện thành phố cuồng cùng khánh thị, có chóng hanh trả chuồng hợp cấp ủy chính quyền địa phương, chấp năm lang tỷ nà việc xôn trinh cảm phong cấp chủ tàng tội, cánh Pưng phía dệt bó tỷ cuồng bản hương. Nàng bằng họp, mũ đại biểu có tọp hôm sổ sàm, nhản danh Pưng lang tỷ cượt đẩy, cánh Pưng khủ nhăng yếu xem, thoát óc kinh nghiệm, Pưng luông dệt việt lang tỷ, vầy khai quảng F5. Ảo há phong khánh thị khẩu mi nàng mi luông bánh biểu quảng tua cuồng gian bèn hà tên cầm mừ sắp xí cảm ơn xếp bết bàn dân tộc hội đồng dân mức tỉnh có khai bằng họp làm le bưng nà vịa tinh kỳ họp từ pét hội đồng dân mức tỉnh khóa xếp hà trôm họp mỹ phủ quần pa ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh bưng bàn hội đồng dân mức tỉnh cánh san sở ngành ủy ban dân mương bưng huyền mi nà viện nông pan. Nàng bằng họp, mũ đại biểu có sổ sảm hôm qua sở sĩ chỉa tinh dự thảo nghị quyết mà sỏm bành nghị quyết số 26 mừ xíp cầm vườn nâng pì sòng pan phải sao xàm khòng hội đông dân mương mà sỏm bành tướm ten san hụt khòng tắt bùn mức bàn dài ngân cốc tánh ngân sách trung ương cánh số ngân cốc củ cón khòng ngân sách địa phương chấp năm chương trình luông bùn hơn mương gión cặt cung bản nà nàng tỉnh Sơn La giàn pì sòng pan sao ết họt sòng pan sao hà tánh bùn kèm toi nghị quyết số 30S mừ sau cầu cam bợt hốc pì sòng pan phải sao sòng khòng hội đông dân mương tỉnh việc bàn cấp hở hội đông dân mương cấp huyện quyết định sòm bành danh mục dòm hơn cốc cồng toi san pì cánh hàng pì chấp năm bưng chương trình luông buồn hơn mương san pì sòng pan sao ết họt sòng pan sao hà nàng cuồng tỉnh chỉa tinh dự thảo nghị quyết sòm bành tướm ten vang xìa san nả vịa nàng hụt xí trường sòng tát bùn mức tròi dừa phân nâng tánh ngân sách hơn mương hở từng nả vịa khắc kho chấp năm chương trình luông buồn hơn mương tặng tánh bản hát máy nàng tỉnh Sơn La sàn pì sòng pan sao ết họt sòng pan sao hà tánh bùn kèm toi nghỉ quyết số xí xíp xí mừ pet cào mượn xíp ết pì sòng pan bài sao sòng khòng hồi đông sấn mương tỉnh chỉa tinh cánh dự thảo nghị quyết tát bùn ma chính sách choi mà pe tảnh hiền sát xính nàng phương xã phòng sàm cánh bàn rút tì xà cha sàn pì sòng pan sao sàm họt sòng pan sao hà nàng tỉnh Sơn La cài làm le pưng bàn khòng hội đông dân mương tỉnh cò xồm chờ cắp pưng chỉa tinh tăng sòng đề nghị cơ quan tánh tâm chỉa lai dệt ót chành sát nả vịa xương số phân hỏi đẩy bàn dài cấp tỉnh đồi cấp luông tát bùn nhản xanh mức bàn dài ngân cốc tánh ngân sách trung ương cánh số ngân cốc củ cón khòng ngân sách địa phương chớp năm chương trình luông buồn hơn mương gión cặt cung mặt nà bàn cấp bàn quyên sòm bành danh mục dự án khà khò hở cấp huyền sòm ngân cốc tòi san pì cánh hàng pì chấp năm pưng chương trình luông buồn hơn mương dệt ót chành cốc bài phác xìa cánh lai sử cuồng dự thảo cánh trừ dự thảo nghị quyết tát bùn mức tròi dừa phân nừng tánh ngân sách hơn mương hở từng nả vịa chấp năm chương trình luông buồn hơn mương tặng tánh bản hát máy vậy tà tẩy luông thòng lồng ní xìa vịa cộp kê khòng pưng tàng triển hay không mương khách nỉ bằng sở pưng quam vay van sổ sảm nặng bằng họp bàn dân tộc hội thông dân mương tỉnh đề nghị cơ quan tánh tâm triển hai xếp tạm tọp hôm ảo pưng quam vay van khòng đại biểu làm le sỏm bành cánh tướm ten diệt sầm lèo pưng chỉa tinh dự thảo nghị quyết tinh kia họp từ thứ pet hội thông dân mương tỉnh hoa xíp hà làng sàm pì chấp năm bón diệt xanh bán chú dân liêng nàng trương tiểu học cánh trung học cơ sở Đông Sang huyện Mộc Châu có những hư nhưng trứng chành đầy lắc đi tròi lụ nòng bò mè chiều nòi côn nàng pưng phòng bò lại dạ cha nàng pưng xá tẹt tiếng đấy kim rú yên trái ép hiên đầy lắc đi tên hẳn gión vịa pưng nòng học sinh phát sử hơn chương có chữ màn lắc đi vệ dệt rũ trầm thị trấn Mộc Châu Đông Sang lò xá bản năm hớ chăm phát xin còn nhắc lại bản rú đắc cả ngọng xá chéo họt sau cái số sản mương kiên rú báo tọp hôm còn dệt giả cha cuồng vía trường hẳn số học sinh ma chương ép sừ viện hỉ còn dệt hờ mú ý ai say nàng chương tiểu học cánh trung học cơ sở Đông Sang buôn lò tó là việt hẳn vì sòng pan xếp cầu hương chương có tay ngóc món dệt xanh bán chú liền đồ bưng nòng học sinh ép trung học cơ sở các con để đi lại ở rất là xa xôi. Ứng lòng học sinh đẩy tiêu tăng lăng háng này. Phái hơn chương có dệt đàng hơn vầy tổm khẩu hợp ứng lòng kìm. Cô khỏe hơn chương có tọp hôm số ban lồng liên các ái em học sinh. Lèo vỏ ma bưng khù ngày đi và bưng lòng đẩy kìm khẩu là hơn chương. Bên cạnh đó thì về phía nhà trường. PF sòng pan sao xí, chương tiểu học cánh trung học cơ sở Đông Sang, mi ship sòng lớp, xí hỏi xí ship chết học sinh, bậc trung học cơ sở. Ngày té hùa PF, hơn chương có tánh ngón lông bùn, chấp năm, dệt căm kìn hở học sinh, cánh hò vầy thổng lồng cấp ải em bưng đồng học sinh. Tòi nằn, mi hỏi nừng sao hết học sinh, rú đắc chương, đăng ký kìn rú bán chú. Số hơn đẩy góp hôm, lò hả hỏi bắt mằn, mỏi nòng bữa nừng. Hôm mi ngân chàng côn dệt khẩu, sử khảo sàn, trường kìn cánh sử lùa. Cuồng Việt dệt căm kìn hở học sinh, hơn chương có lăng chấp năm tỷ tòi bưng lông bùn, nhàn vào sư mình, lang tỷ. Hàng mừ, Việt nhàn trường kìn có đầy chấp năm tỷ cánh đầy tẻm biển đi chăn, mi luôn quản lý khòng bàn giám hiệu. Nhân viên dệt căm kìn đầy tập tư lông bùn nhàn vào tình ngàn căm kìn, cánh đầy khám bạc hanh tỏi nham. Té chơ dệt trường kìn bán chú họt khay, hơn chương có báo vầy mió vỉa bứa mau trường kìn. Với mức kinh phí hạn hẹp của cấp sống hơn ải em bưng nòng cóp hôm hư xung khỏi cánh hơn chương cò sầu văn dệt vừa kìn hở bưng làn nhằn vào po chất dinh dưỡng cánh kìn chẹp xưa khẩu nặng chua hơn khai nỉ hơn chương mi ship sòng hỏng non hở học sinh bán chú bàn giám hiệu có bàn vỉa hở bưng say sòn trực trao quản lý bưng nòng học sinh kìn rú nặng chương kiểm tra sĩ số việc kìn non chỉ bó bưng nòng học sinh nhàn vào pe sờ bón kìn rú há ôn sừ nặng bưng hỏng non người mà phát phích hai kết xa trường hơn nòng rú nặng bàn pa phách rú đắc trưng ship chết cải số sưng nằn báo bài ma của mưa đầy nòng kìn rú nặng trương đầy mú say sòn chỉ bó lại luông thứ sòng bưng nòng nhang đầy mú ý ai say bó tướm cuồng tách cầm nò cho ép nhang đầy in muôn tập tư thể thao sưng nằn bưng nòng có yên chờ xưa là một cái bản rất là xa xôi của xã thì bản Khỏi Hư du lắc háng táng tì xưa nàng xá đẩy luôn lồng liên khổng ai em học sinh cánh hơn chương vương làn đẩy kìm khẩu cắp chương xung khỏi phù bên này bên em cỏ yên trời hở vương làn phải chương ép xung khỏi yên trời diệt sườn rất là yên tâm cho con cháu đến trường. Việc trong năm bán chú về gión họt mức tắm xưa, việc bài ma khổng bước nông học sinh chơi huân chương tổ chức ép sòng buổi mỏi mư, vậy tròi bước nông học sinh đầy tập tư, nho sùng luông thồng hù, lại ai em bước nông học sinh còn muôn măng chơi luôn hồng trầu đầy kiến rú nhàn báo lang đi, bom cắp nằn gión việc học sinh vang sừ, số học sinh ma chương ép sừ cứ đầy cầu ship ép phân hỏi, hô phân nho sùng lang đi việc bó cánh ép. Trước biển hồng, bằng hồi mưng khổng hớ, khổng bò mẹ chờ con tay nàng mộc trầu, còn mi té hứng mai lầu, chờ con tay nàng nì lăng ngắm, vầy diệt dần đẩy mã đẩy mua, hư cần đẩy luôn cùng quầm khổng phà đình, bữa sức nằn, lằng chưa kéo nhằm ao khẩu, bưng cho hươn cọp bòm diệt lễ mưng khổng hớ, tó lang mon, vầy vào khẩn luông giòn ơn, đối cấp phà đình cánh bảo pú. Bảng hồi mưng khổng hớ, đẩy bò mẹ chờ con tay đủ đi, cánh hiểm trừ, té chuột nì họt tới lằng. Vừa báo xuân to, lò nên tràn văn hóa, cánh vừa vẩy trên báo, bó sòn lù hàn, bó tẩy lươm xìa, luông cùm cuồm, khòng phà đình bảo bút hà, ỉ nhăng thỏ gian, vẩy chủ côn cuồng chu hân, bản huống, bòm, bánh bàn, pưng nàng quam muôn, ma vịa dệt kìn, kinh nghiệm, tánh tam chu hân úm ình, cánh hạt cạt, tướm luông cạt sàn, khòng bòm hè bản huống. Dân chúng tôi hàng năm mà. Bảng hồi mâng khảo má ư lò nưng cuồng pưng nen văn hóa, khăn chăn khòng bò mè chữa côn tay nàng mộc trầu, cắp mi ý nghĩa, về giòn ơn, thánh thơn, phà đình, cánh, phái mon, phà trang đét trang phồn, dệt dườn đẩy mát đẩy mua, tánh tâm đôi kìn rú ím po. Cốc khỏe, lò, cáo tam, mâng khảo má ư, ban sơ cáo tam, hôm mi, khảo nừng, khảo hang, nhớ bà, nhớ cái, vương tàng phát hòm, mát núi. Cánh đẩy bàn bền sòng pan nừng cáo tam mới thánh thơn chảo nằm chảo đìn, pan nừng cáo tam mới bảo bún hàn căm. Tổ tiên để lại cái truyền trường lăng mi bảo nừa, vậy cống sơ hở bảo bú hư đẩy mi, thuẩy khảo má ư, vậy mới bảo bú má kín. Tà và pin hẳn, dệt dần đẩy mát đẩy mua và báu, dệt lễ nòi hư và nhá ư, hư chu hơn tờ, cò đẩy dệt. Vậy báo cáo số bảo bố, cánh phái mon, mua diệt dườn pì lăng, chi trang đét trang phồn, đẩy má, đẩy mua. Ngày lăng ngon lễ, lò ngon hồi, đẩy khai ó cắp lại luông ỉn muôn khắp xe, thể dục thể thao, ỉn bưng không ỉn ngườn lang, khòng bò mè chừa côn tay, xương khắp thèn, nhàng táy lăm mày sang, xe vong cạt sàn, tanh mết, tà bền, há phong phòn hương, trôm tòn, mua diệt dườn đẩy mát đẩy mua. Chúng tôi thì ở đây thì là những người con sinh ra và lớn lên ở đây thì cò chắc mi té mưa đầu té chơ khỏi sinh ngọ ma cò há mi bảng hồi măng khảo máng leo lằng ngon lế ngòn hồi đẩy kháy ó phòn nương trứng chảnh luông cạt sàn khảm pôn ra cha dần mương cuồng bản té nòi nóm họt côn thảo ké nhinh chai bòm cắn tọp hôm vẩy số sảm bánh bắn luông trang dệt kín hở cắn. Bỏm cắp luông hanh, ma tăng, mà bè qua ỉn, vìa trừ mặn, khải ó lâng, bảng hồi, mâng khảo má ư, khòng bò mè chữa côn tay, báo xuân tò hôm phân hiểm trừ, bánh khải bưng nen phản hóa ngườn hang, nhăng táo tẩy, bưng tàng trường chuồng hong qua ỉn, níu chưa tẩy, lướm lại khét táng phường, ma sáo hù, ve giảm. Nửa nịp bò mẹ Pin Hong trong bữa phát lèo chương trình quảng kháo khổng đài phát thanh truyền hình Sơn La. Sau đây thân ơn bò mẹ Pin Hong bò bầu trà toàn bấn phăng, trôm tạc hạc sườn.